Thưa quý vị, cơ quan quản lý hạn hán quốc gia Kenya cho biết, 6 triệu người hiện đang lâm vào cảnh mất an ninh lương thực ở 32 trên 47 hạt của nước này do hạn hán ngày càng xảy ra nghiêm trọng hơn. Cũng theo một đánh giá được thực hiện trong tháng vừa qua cho thấy, hạn hán kéo dài đã làm cho nạn đói trầm trọng hơn ở các khu vực khô hạn nhất của Kenya, đe dọa sự ổn định và gắn kết của cộng đồng. Cơ quan quản lý hạn hán quốc gia Kenya cảnh báo với mùa mưa thứ năm liên tiếp có lượng mưa thấp, chi phí đổ vào nông nghiệp tăng cao và sự bùng phát của sâu bệnh, tình hình an ninh lương thực và việc tiếp cận nguồn nước đang xấu đi nghiêm trọng. Tình hình dự kiến sẽ còn kéo dài cho đến khi bắt đầu mùa mưa kế tiếp, dự kiến diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5. Theo cơ quan này, hơn 970.000 trẻ em dưới 5 tuổi cũng như 142.000 bà mẹ đang mang thai và cho con bú hiện đang bị suy dinh dưỡng và cần được hỗ trợ khẩn cấp duy trì sự sống. Để tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo, cơ quan quản lý hạn hán quốc gia kenya đã đề xuất mở rộng quy mô viện trợ lương thực khẩn cấp cho những người dân bị ảnh hưởng do hạn hán chuyển tiền mặt cung cấp nước uống sạch và thuốc men nối lại các chương trình ăn uống cho học sinh tại các trường học và cung cấp thức ăn bổ sung cho gia súc